Chào mừng bạn đến với Tốt Sao Hàn, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Vào ngày 8 tháng 10, Blackpink đã đăng tải video tập vũ đạo cho ca khúc mới Love Seeker. Người hâm mộ không khỏi vui mừng vì được thưởng thức video các cô gái tập nhảy trong phòng tập mới toanh ở trụ sở mới của YG Entertainment. Thế nhưng các fan đã nhanh chóng soi ra một điều bất thường. Cụ thể trong một số cảnh quay, Rose đã để lộ cánh tay được dán băng trắng. Có thể thấy đóa hồng nước Úc đã bị thương ở tay trái. Rất có thể chấn thương này đến từ quá trình tập luyện vất vả cho màn comeback Love Seeker. Chứng kiến cảnh Rose bị chấn thương, người hâm mộ Blackpink không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ idol. Năm nay, Blackpink đã comeback 3 lần liên tiếp, ra mắt full album đầu tay khiến cường độ tập luyện làm việc của các cô gái thêm vất vả. Kapling đã gửi nhiều lời hỏi thăm đến Rose và mong nữ idol giữ gìn sức khỏe. Cũng vào trưa ngày 8 tháng 10, Blackpink xuất hiện tại trường quay JTBC để ghi hình show Knowing Brother. Blackpink thu hút sự chú ý trên đường ghi hình show giải trí. Đây là lần đầu tiên girl group YG lộ diện trước ống kính truyền thông sau một thời gian dài ở ẩn. Bốn cô gái mặc đồng phục nữ sinh khoe ngoại hình trẻ trung tươi tắn, từ trái sang là Jennie, Jisoo, Lisa và Rose. Jennie đang là tâm điểm chú ý sau vụ ồn ào mặc trang phục y tá gợi dục trong cảnh quay của MV Love Seeker. Trước những chỉ trích từ Knet và kiến nghị của công đoàn y tế Hàn, ngày hôm qua thì YG đã quyết định cắt toàn bộ cảnh quay liên quan đến outfit nhạy cảm này. Người hâm mộ nhận ra mí mắt của Jennie sưng to hơn bình thường, fan cho rằng vụ ồn ào vừa qua đã ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của cô nàng. Jennie cúi chào trước ống kính truyền thông. Jisoo ghi điểm bởi thái độ thân thiện vui vẻ, nữ idol liên tục vẫy chào tương tác với ống kính phóng viên. Jisoo được khen có khí chất nữ chính phim thanh xuân học đường trong tạo hình này. Lisa khiến fan phát cuồng khi diện váy ngắn khoe đôi chân dài thân gọn. Nữ idol Thái Lan được khen xinh xắn và có tỷ lệ body cao ráo không khác gì búp bê. Rose nổi bật với mái tóc hồng, chiều cao ấn tượng. Khoảnh khắc Rose hồn nhiên tung tăng đi làm gây sốt cộng đồng bling. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.